Mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bí quyết rất là thích nha các bạn. Thì để mà trước khi mà vào cái bí quyết mình giới thiệu á, thì trước hết mình sẽ nói cái lý do vì sao để mà mình có động lực để mà mình làm cái video này nha các bạn. Thì cách đây khoảng mấy hôm thì có một thằng em nó hỏi là: "Chị ơi chị, cho em hỏi có cách nào để mà trị ghèo không không chị? Đầu em nó ngứa quá và ghèo nhiều quá chị ơi." Thì mình đã nghĩ ngay đến vấn đề khi mà có một cuộc nói chuyện của người em đó. Thì tình cờ mình cũng lên chợ thì có một cái bác thì khoảng 60 tuổi các bạn. Thì bả vừa ngồi bả vừa bán dưa leo mà bả vừa gãi cái đầu các bạn. Bả gãi cái đầu mà nó rớt ghèo xuống các bạn. Bả kêu: "Trời ơi, sao cái đầu tôi nó ghèo nhiều dữ vậy?" Thì cái đó là thứ hai. Thì hai cái đó để mà có động lực để mà mình làm cái video này các bạn. Thì mình cũng đang bị ghèo các bạn. Mình cũng đang bị để ghèo. Không hiểu tại sao mà mùa lạnh này các bạn, mình cũng gội dầu gội đó mà cũng mình chỉ dùng một dầu gội không các bạn, không có dùng lung tung mà chỉ dùng một cái loại dầu gội đó. Mà mùa lạnh này là hình như là hầu như nhà mình là ai cũng bị hết. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn về cái cách để mà trị ghèo đầu và ngứa da đầu nha các bạn. Thì trước hết á, để mà trị ghèo á, thì các bạn nên nhớ á, là để mà khỏi bị nấm ghèo như thế á, thì các bạn nên chung thủy dùng chỉ một loại dầu gội thôi các bạn. Không có dùng dầu gội như mình dùng dầu gội Head and Shoulder thì mình chỉ dùng một loại thôi các bạn. Chứ không phải là giả bộ tuần này mình gội dầu gội Head and Shoulder, tuần sau mình gội Clear hoặc là những dầu gội khác thì dễ gây ra là bị ghèo và nấm vi khuẩn da đầu nha các bạn. Nên nhớ là dùng một loại thôi. Thì để mà trị ghèo đó thì mình có rất nhiều cách để mà trị, nhưng mà mình thấy hiệu quả và dễ dễ sử dụng và để làm cho tép mình nó không bị khô ráp hay là bị tổn thương khi mà mình trong quá trình mình điều trị ghèo các bạn. Thì mình chỉ hai cách đơn giản và rất là hiệu quả mà không bị làm cho tép mình khô hoặc là bị hư tổn như các bạn. Thì cách thứ nhất mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm dầu dừa đây các bạn. Dầu dừa nè, dầu dừa này là mẹ của mình làm cho mình về mình dùng. Thì cái dầu dừa này các bạn, trước khi mà mình dùng á thì mình sẽ làm ướt tóc các bạn. Hồi nãy mình làm ướt tóc rồi nè, mình sẽ làm ướt tóc đi, xong rồi mình sẽ đổ dầu dừa ra. Mình đổ dầu dừa ra xong rồi mình sẽ thoa lên đầu nha các bạn. Mình thoa lên tép rồi mình sẽ massage nha các bạn. Mình sẽ thoa lên tép rồi các bạn. Thoa lên tép xong rồi mình massage khoảng 5 phút nha các bạn. Mình sẽ thoa đều lên hết toàn bộ các bạn. Mình thoa lên xong rồi mình massage. Thì trong quá trình các bạn biết không? Cái dầu dừa này á là rất là nhiều công dụng nha các bạn.
Cái dầu dừa này khi mà mình nó vừa trị gà mà nó vừa dưỡng ẩm cho tép của mình suôn mướt nha các bạn, mướt lắm các bạn. Thì để mà mình sẽ massage toàn bộ cái đầu da trên da đầu này các bạn, mình sẽ thoa hết toàn bộ trên cái tép mình này. Tép mình hồi nãy nên nhớ là cho ướp vào nha các bạn, nên cho ướp vào, cho mình cho nước, mình sẽ gội bằng nước nước lạnh á, xem rồi mình sẽ để cho nó ráo đi, xem rồi mình sẽ thoa dầu dừa lên, mình sẽ massage trên sát cái da đầu các bạn, mình sẽ massage sát vào trên da đầu này các bạn, massage mát sát vào để cho nó thấm vào nha các bạn, massage khoảng 5 phút, xem rồi mình ủ nha các bạn, mình ủ khoảng 1 tiếng, 1 tiếng xong rồi mình sẽ gội lại bằng nước 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 sạch nha các bạn. Thì cái dầu dừa này rất là tốt rồi các bạn, giúp cho tép mình là suôn mượt, không những là ngừa ghèo và ngứa da đầu mà còn giúp cho tép mình suôn mướt nha các bạn, giúp cho tép mình mướt lắm các bạn ơi, khi mà mình chải rất là thích. Thì đấy, mình sẽ massage hết toàn bộ này các bạn. Mình trong quá trình, bởi vì mình cũng đang bị ghèo này các bạn, mùa này thì mình rất là dễ bị, chứ còn mấy mùa kia mình không có đâu các bạn, mấy mùa kia thì mình không có. Các bạn có biết vì sao không? Cái mùa này á là mình rất là ít uống nước, nên là dễ bị là sinh ra là cái cơ thể mình á nó không có đủ đầy đủ chất dinh dưỡng này, đầy đủ nước cho cơ thể của mình đó, nên là dẫn đến là gây ra những cái triệu chứng đó các bạn. Thì khi mà mình nhớ, nên nhớ là mình sẽ bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể và thường xuyên uống nước nhiều nha các bạn, bởi vì mùa lạnh thì ai cũng 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 dễ bị thiếu nước lắm các bạn, và dễ bị dẫn đến là sinh ghèo đó các bạn, mà hầu như cái ghèo này ai cũng bị đó các bạn. Thì con bé mình cũng 10 13 14 tuổi cũng bị ghèo các bạn, tép nó cũng nhiều lắm các bạn, tép nó cũng nhiều mà cũng bị ghèo đó các bạn, nhà mình cũng đang điều trị hết này các bạn, và mình thấy rất là hiệu quả khi mà dùng cái dầu dừa này các bạn. Thì nó có nhiều cách lắm các bạn, thì có người dùng chanh, dùng dùng củ tỏi này nữa là các bạn, rồi dùng dầu ô liu, nói chung là nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ thích cái dầu dừa này thôi các bạn, nó vừa dưỡng tép mà nó vừa trị ghèo nên mình rất là thích. Thì để cho tép mình nó không bị khô á, là mình sẽ dùng dầu dừa thôi các bạn, đấy, rất là hiệu quả. Thì mình sẽ massage, các bạn nhớ massage khoảng 5 phút các bạn, massage để cho nó thấm trên cái da đầu của mình đó. Rồi mình sẽ ủ, mình ủ 1 tiếng đồng hồ xong mình gội lại, mình gội sạch bằng nước lạnh nha các bạn. Đấy, thế mình sẽ tha hết toàn bộ các bạn. Thì với cái cách này, trị ghèo này rất là hiệu quả, mà vừa dưỡng được tép mình suôn mướt các bạn, chỉ đơn giản dầu dừa thôi các bạn. Thì cách thứ hai mình sẽ giới thiệu đến các bạn là để mà trị ghèo của mình cũng sẽ dùng cách thứ hai này, cách thứ hai cũng rất là hiệu quả luôn các bạn, mà dễ thông dụng nữa, dễ dùng nữa. Cách thứ hai này dùng bia này các bạn, bia này, nước bia nha các bạn, lon bia. Các bạn dùng đủ loại bia, thì các bạn dùng bia Sài Gòn hay là 33, thì các bạn dùng bia gì thì tùy các bạn thôi. Đây mình dùng bia nở này, cái bia này là 330 lít các bạn, 330 lít. Thì để mà cùng mà trị ghèo thì mình cũng dùng cái cách thứ hai này các bạn. Thì cách thứ hai này thì mình cũng sẽ làm ướt tóc thôi các bạn, ướt tóc xong rồi mình khẽ khui cái lon bia này lên, xong mình sẽ massage, mình chỉnh chế từ 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 từ
mình sẽ chà nha các bạn, mình cũng sẽ massage, chế từ từ nha các bạn, chế từ từ mình chà cho nó thấm, rồi mình sẽ massage cái da đầu mình, thì khoảng 15 hay 20 phút thì mình sẽ gội lại bằng nước nước nha các bạn. Mình sẽ massage một một lon này, mình sẽ dùng là một 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 cái đầu các bạn, thì 330 ml các bạn mình dùng. Thì các bạn nên nhớ là cái khi mà thời gian mình trị gel á, thì các bạn nên nhớ là một tuần mình dùng 2 hoặc 3 lần nha các bạn, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Chứ mà các bạn mà dùng ít quá thì các bạn dùng một lần thì nó không hiệu quả đâu. Các bạn ít nhất thì các bạn phải dùng 2 hoặc 3 lần tương một tuần nha các bạn, để mà trị gel cho dứt điểm. Mình sẽ dùng như thế, thường xuyên như thế. Thì cái cách trị gel, hai cách này rất là đơn giản đúng không các bạn, thì rất là quen thuộc với cuộc sống của chúng ta. Bia thì nếu nhà nào trong nhà có đàn ông thì lúc nào không có bia đúng không các bạn. Bia thì nhà mình thì cũng ông chồng mình cũng chỉ có uống bia thôi các bạn, chứ còn không ít uống rượu lắm. Nên là bia thì hình như là có lúc thì để một thùng để mà uống cho chồng mình giải khát á, thì mình lái mình gội luôn, rất là tiện. Thì các bạn nên nhớ á, khi mà mình trị gel á, các bạn hạn chế dùng kem xả nha các bạn, kem xả tóc á. Thì cái kem xả tóc nó cũng rất là dễ bị gây ra ghèo các bạn, gây ra vi nấm và ngứa da đầu các bạn, nên là hạn chế bớt các bạn, hạn chế để mà dùng kem xả lắm các bạn. Cái đó cũng là nguyên nhân để mà gây ra cho cái da đầu mình sinh ghèo các bạn và ngứa rất là khó chịu. Thì các bạn nên dùng, nên nhớ là lưu ý là dùng thì một tuần 2 hoặc 3 lần đó các bạn, lưu ý với mình như thế. Thì mình sẽ gạo như thế, mình không cần dầu gạo, thay vì dầu gạo mình sẽ gạo như thế này để điều trị ghèo các bạn. Các bạn khi mà hết ghèo thì các bạn nếu mà như dùng dầu dừa này nữa các bạn, thì các bạn chỉ nếu mà khi mà trị ghèo xem á, các bạn một tuần các bạn có thể ủ dầu dừa một một lần để thì mình dưỡng tóc cho nó khỏi, cho nó khỏi sơ và gãy nha các bạn. Thì những ai á, những ai mà duỗi tóc hoặc nhuộm tóc á, rất là dễ bị làm hư 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 tổn tóc nha các bạn, nên là dầu dầu dừa này rất là hiệu quả để mà dùng cho những dùng cho tóc mà bị nhuộm hạt dũi các bạn, uống rồi đó các bạn rất là hiệu quả. Thì mình chỉ hai cách đơn giản cho các bạn xem, các bạn nên dùng thử các bạn. Và không biết cái người em đó có xem cái video của mình không, không biết. Thì em đó hỏi đó, đầu em ngứa quá chị ơi, nên dùng dầu gội gì đây để cho nó hết ngứa. Thì khi mà em xem cái video này thì mình tin rằng em ấy sẽ trị dứt điểm mái tóc mình đó, thấy chưa, rất là dùng dầu dừa rất là suông mướt đó các bạn. Chỉ cần mình vuốt xong là đã suông mướt luôn rồi các bạn, thấy suông mướt luôn rồi các bạn. Thì mùa này nếu nói chung là mình nói chung là hình như là hầu như là ai cũng bị ghèo á các bạn, cái mùa này này các bạn nên nhớ là ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nha các bạn, và uống nước đầy đủ để tránh stress nha các bạn đó, để tránh tình trạng stress nha các bạn, rất là hiệu quả đấy. Thì khi mà các bạn xem cái video của mình đó, thì các bạn những ai mà bị ghèo á, các bạn dùng thử đi các bạn, tin mình đi, tin mình đó, mình tin rằng nếu các bạn làm đúng theo mà theo mình hướng dẫn đó, thì mình tin rằng các bạn sẽ thấy hài lòng đó.
các bạn, mình cũng đang bị trị rèo này, mình cũng đang dùng dầu dừa để mà trị rèo và vừa dưỡng tóc luôn các bạn. Dầu dừa này đó các bạn rất là hiệu quả, rất là suông các bạn. Mình chỉ cần vuốt lên rồi tóc mình suông mướt luôn các bạn. Mình nên nhớ là trước khi mình dùng á thì mình sẽ làm ướt tóc nha các bạn. Ướt tóc rồi mình sẽ tha lên rồi mình massage khoảng 5 phút sau là mình massage 5 phút rồi mình sẽ ủ 1 tiếng đồng hồ rồi mình sẽ xả lại nha các bạn. Để cho nó thấm sâu vào trên da đầu và những tổng tóc mình cho nó có hiệu quả. Đó các bạn. Thấy không? Rất là sướng đúng không các bạn? Thì cái cách này thì rất là nhiều cách hơn các bạn, nhưng mà mình chỉ thấy hai cái cách này, dầu dừa và bia, là thích hợp nhất cho chị em của chúng ta. Nó vừa không bị làm tổn thương tóc của mình nè các bạn, vừa không làm tổn thương tóc của mình và vừa dưỡng tóc cho mình, nên là mình dùng hai cái cách này, mình lựa chọn hai cái cách này để mà gửi đến các bạn. Những ai mà bị rèo như mình á thì nên dùng hai cách này như mình đã nói nha các bạn, rất là hiệu quả, các bạn nên dùng thử đi. Nếu mà các bạn nào mà có thắc mắc gì á thì xin video của mình hãy comment bên dưới nha các bạn, mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Thì các bạn nào thích video của mình á thì hãy ủng hộ mình nhé. Mình chào các bạn, hẹn là các bạn vào những video tiếp theo nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem những video của mình cảm ơn các bạn nhiều.